Mang hai lệnh truy nã, người đàn ông vẫn tự tin đi làm căn cước công dân. Ngày 25 tháng 5, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này bắt giữ Cao Hồng Quang, 44 tuổi, quê ở xã Lộc Yến, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng mang hai lệnh truy nã vì hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào chiều tối ngày 24 tháng 5, Cao Hồng Quang đến Công an xã Hải Thái, huyện Gio Linh để xin giấy xác nhận cư trú và làm thẻ căn cước công dân. Khi tra cứu hồ sơ, Công an xã Hải Thái phát hiện Quang có nhiều điểm trùng khớp với một đối tượng đang mang hai lệnh truy nã được công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, đặc biệt là vết sẹo dài ở dưới cổ của đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hải Thái đã tiến hành câu lưu đối tượng ở lại trụ sở, đồng thời báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an huyện Gio Linh và cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị. Theo Công an huyện Gio Linh, Quang xin nhập hộ khẩu ở nhờ tại một nhà dân sinh sống tại xã Hải Thái nhưng không thường xuyên cư trú tại địa phương. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng này thừa nhận mình là tội phạm đang mang hai lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Được biết, ngày 29 tháng 5 năm 2000, Cao Hồng Quang bị Công an huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản sau khi đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến năm 2013, tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đối tượng này cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân rồi bỏ trốn nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.